Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 5 tháng 5 năm 2010 Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Chuyển ngữ Bổ quan tự đệ tử Như Hòa Giảo Chánh Đức Phong và Huệ Trang Tập 30 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 32 Trang 32 chúng ta xem từ dòng thứ nhất thử độ đại sĩ sắc tâm tự tại thân độ hổ hiện ư nhất hào đoan hiện bảo dương sát ư ừ, di trần lý chuyển đại pháp luân xứng tánh trang nghiêm vô chướng vô ngại lần trước chúng ta đã học tập tới đây chúng ta xem tiếp đoạn văn kế đó Duyên giáo sơ trụ dĩ thượng trực chí đẳng giác bồ tát tứ thập nhất vị pháp thân đại sĩ giai thuộc thử độ vị vị giai phần chứng thường tịch quan độ đây là câu cuối cùng trong đoạn này Đoạn này nói về cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm là báo độ do Pháp Thân Bồ Tát chiêu cảm sơ trụ bồ tát trong viên giáo phá vô minh chứng pháp thân vô thị vô minh là khởi tâm đồng niệm rất khó hiểu cũng có thể nói là lục đạo phàm phu bất luận dùng phương pháp gì cũng đều chẳng thể hiểu nghĩ không ra chuyện này cũng không thể nói được đúng như trong giáo pháp đại thừa thường nói ngôn ngữ dứt bạc tâm hạnh xứ việt hai câu ấy diễn tả cảnh giới này đức phật đã nói rất hay thử sự duy chứng nải trì chính quý vị chứng đắc sẽ hiểu rõ ràng rành rẽ sau khi quý vị chứng đắc cũng không thể diễn tả được không diễn tả đức phật bèn có phương tiện đó là trí huệ viên mãn Phương tiện thiện xảo của Phật Tuy Phật đã nói Nhưng phàm phu chúng ta vẫn chẳng hiểu Ai hiểu? Pháp thân Bồ Tát hiểu Tiếp đó hàng quyền Bồ Tát đã buông phân biệt chấp trước xuống cũng có thể hiểu. Kinh nói họ giải ngộ chưa chứng ngộ, tức chỉ là nghe hiểu, chưa chứng nhập cảnh giới ấy. Tâm họ thanh tịnh hơn tâm chúng ta. Kinh vô lượng thọ nói họ đắc tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, cho nên họ hiểu ác phải phá vô minh chứng pháp thân họ mới thực sự hiểu vì sao đó là cảnh giới của họ từ sơ trụ trở lên cho đến bậc đặng giác bốn mươi mốt địa vị pháp thân đại sĩ ấy đều thuộc về cõi đó cõi ấy là báo độ của họ pháp thân đại sĩ chứng đắc pháp tánh thân hoàn cảnh cư ngụ là cõi pháp tánh rất khác với chúng ta nơi đây Trong cõi này chúng ta nói tới tịnh và nhiễm Tức là uế độ Lục đạo là uế độ Tự thánh pháp giới là tịnh độ Trong cõi pháp tánh không có tịnh hay uế Càng không có thiện hay ác Ngay cả những danh từ ý Cũng đều chẳng nghe thấy Lẽ đâu có các hiện tượng đó Vị vị giai phần chứng thường tịch quan Nói thật ra Nói tịch quan Là chỉ hết thảy Lý thể của hết thảy y báo và chánh báo Nói theo danh từ triết học Tịch quan là bản thể của hết thảy y báo và chánh báo Trong những phần trước chúng tôi đã nhiều lần dùng tivi làm tỷ dụ tịch quang là gì tịch là màn hình tivi các cõi đồng cư phương tiện thật báo là những hình ảnh hiện trên màn hình chúng có mối quan hệ như vậy do vậy chúng ta biết chính mình có ở trong cõi thường tịch quan hay không có chưa từng rời khỏi thường tịch quan rời khỏi thường tịch quan là rời khỏi màn hình rời khỏi màn hình thì thứ gì cũng đều không có ở chỗ này vì sao nói địa vị nào cũng đều phần chứng thường tịch quan các ngài đã chứng đắc phần chứng ở đây là minh tâm kiến tánh tánh là gì thường tịch quan là tánh các ngài đã kiến tánh Tuy tự tánh của chúng ta ở trước mặt nhưng không thấy được. Giống như chúng ta xem tivi, chỉ nhìn thấy hình ảnh, chẳng thấy màn hình. Màn hình có tồn tại hay không? Ở ngay nơi đó nhưng chẳng nhìn thấy màn hình. Chỉ nhìn thấy hình ảnh trong màn hình. Pháp thân đại sĩ khác hẳn. Trông thấy hình ảnh đồng thời biết chúng là tướng được hiện trong màn hình so với màn hình là một không hai có quan hệ bất tức bất ly với màn hình nó chẳng rời khỏi màn hình nhưng cũng chẳng phải là màn hình bất tức bất ly Thường tịch quan thường là dính hằng chẳng gián đoạn giữa chừng. Nói là cõi thường tịch quan cũng được Mà nói thân thường tịch quan cũng được Thân và cõi là một Vì thế kinh đại thừa có lúc tỉnh lượt thân và cõi Chỉ gọi là thường tịch quan Nhằm vậy chúng ta chứ nên phân biệt chấp trước Mang ý nghĩa như thế Nói về cõi thật báo tới đây là xong Tiếp đó giảng về cõi thứ tư Thường tịch quan độ Pháp thân Phật sở cư chi độ danh di thường tịch quan độ những vị này chẳng phải là đại sĩ mà là pháp thân phật pháp thân phật là địa vị diệu giác cao hơn đẳng giác là diệu giác đẳng giác gần bằng diệu giác nhưng vẫn chưa phải là diệu giác Vì sao? Còn có một phẩm Tập khí sanh tướng vô minh Cuối cùng chưa phá Do vậy Trong cõi thật bao có tướng Nhưng cõi thường tịch quan không có tướng Thường tịch quan hiện tướng thành quải thật báo Vì sao nó có thể hiện tướng Tập khí vô minh chưa đoạn Tướng được hiện ấy là do tập khí vô minh biến hiện Chứ gì hãy nhớ Phải ấy chẳng do a lại gia biến hiện Mà do tập khí vô minh biến hiện không có tập khí thì cõi thật báo cũng chẳng có nhưng cõi thật báo dường như cũng vĩnh viễn tồn tại trong kinh đại thừa có một câu nêu rõ nguyên nhân Kinh nói như thế nào? Pháp thân Phật Lưu hoặc nhuận sanh Hoặc là gì vậy? Tập khí vô minh Từ vô thị chính là một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng Ngài có năng lực đoạn một phẩm ấy Nhưng không đoạn Vì sao? Sau khi đoạn sẽ không thể phục vụ chúng sanh Sẽ chẳng còn độ chúng sanh Đấy là lòng từ bi Vô tận Từ tự tánh thị hiện mà cũng là vô lượng trí huệ thị hiện đó là hai thứ quý báu nhất trong từ tánh trí huệ bát nhã và đại từ đại bi hai thứ ấy do tánh đức viên mãn mở rộng ra hiển hiện chẳng do tu thành Chúng ta chẳng cần nói tới Pháp thân Phật Chỉ nói tới Pháp thân Bồ Tát Trong quả thật báo Trí huệ của các ngài đã trọn khắp Pháp giới hư không giới Lòng từ bi của các ngài Cũng trọn khắp Pháp giới hư không giới giống như trong phần trước đức phật đã nêu thí dụ nhất hào đoan di trần lý viên mãn trọn đủ trí huệ bát nhã và từ bi của tự tánh Chúng ta có lòng từ bi và trí huệ ấy hay không? Đương nhiên là có Trong đầu mỗi sợi lông của chúng ta đều có Trong mỗi một hạt di trần của y báo cũng đều có Hạt di trần như trong nhà Phật nói Được khoa học hiện tại gọi là hạt cơ bản Hoặc khoa khắc tràn ngập trí huệ đầy ấp từ bi chúng ta biết tự tánh không có lớn hay nhỏ không có trước hay sau không có lớn hay nhỏ là không có không gian không có trước hay sau là không có thời gian siêu diệt thời gian và không gian nhưng không nơi nào chẳng tồn tại không khi nào chẳng tồn tại không chỗ nào chẳng hiện diện vì thế chư phật như lai kể cả pháp thân bồ tát chẳng có gì không yêu thương vì sao các ngài đã giác ngộ hiểu rõ hết thảy y báo và chánh báo trang nghiêm trọn khắp pháp giới và hư không giới có cùng một thể với chính mình một tự tánh sở sanh sở hiện một a lại gia năng biến sợ biến trừ những thứ này ra chẳng còn pháp nào khác vì vậy tông duy thức trong đại thừa Chẳng thừa nhận trong vũ trụ Có thể lập ra một pháp nào chỉ có thức tồn tại chỉ có a lại gia trừ a lại gia ra điều gì cũng đều không có từ ba ngàn năm trước Đức Phật đã nói điều ấy Các khoa học gia hiện thời Cũng nói giống như vậy Họ đã chứng thực lời Phật Các khoa học gia nói Trong vũ trụ này Thứ gì cũng đều chẳng có Chỉ có ba thứ là năng lượng Thông tin và vật chất trừ những thứ ấy ra thứ gì cũng đều chẳng có cách nhìn ấy nếu xét theo duy thức thì năng lượng là nghiệp tướng của a lại giá thông tin là chuyển tướng Vật chất là cảnh giới tướng Ba thứ ấy do đâu mà có Sanh từ nhất niệm Là dao động vô cùng di tế Thì nó vừa động cả ba hiện tượng ấy bàn hiện ra Toàn thể vũ trụ do ba hiện tượng này biến hóa nó là hiện tượng dao động vì sao có muôn hình muôn vẻ khác nhau nhiều như thế tần số dao động khác nhau nhưng thật ra tốc độ dao động giống nhau tướng tương tự tương tục khác nhau rất lớn Đây là từ tam tế Là giảng cho quý vị nghe tướng lục thô Tướng lục thô là nói về phân biệt chấp trước Ai lại gia là nói đến khởi tâm đồng niệm Đấy là triết học cao cấp trong Phật Pháp Là khoa học cao cấp Do vậy, cõi mà Pháp thân Phật ngự Trở về tự tánh viên mãn Là thường tịch quan Yếu giải dân Thật tướng chi thể Phi tịch phi chiếu Tịch là thanh tịnh tịch diệt trong kinh đại thừa gọi tịch là bát niết bàn bát niết bàn là tiếng ấn độ có nghĩa là thanh tịnh tịch diệt huệ năng đại sư kiến tánh nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh vì sao thanh tịnh vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều chẳng có nên gọi là diệt tức là diệt vọng tưởng phân biệt chấp trước thể của nó là thanh tịnh đấy là bản thể tổ tiên và cổ thánh tiên hiền trung quốc đã nói bổn tánh bổn thiện nhằm ý nghĩa này tự tánh có rời khỏi chúng ta hay không không có Chẳng thể nào rời khỏi Này chúng ta có tự tánh hay không Đương nhiên là có Giống như chúng ta xem TV TV có thể tắt rời màn hình hay chăng Quý vị chẳng thể rời khỏi Hễ rời khỏi màn hình Sẽ chẳng qua tướng Ngoài tâm không có pháp Ngoài pháp chẳng có tâm Tâm là màn hình Tướng thuộc các ban tầng được biến hiện trên màn hình là Pháp Tức dạng Pháp Thể tướng dụng chắc chắn chẳng thể phân khai độc lập Không thể nào thể tướng dụng vĩnh viễn dung hợp thành một thể Thể ấy là tự tánh thanh tịnh duyên minh thể Chúng tôi dùng màn hình làm tỷ dụ cho quý vị dễ hiểu Với như này chúng ta xem tivi Nhưng quên tuốt màn hình tivi Nói sao quý vị cũng chẳng thông Chẳng có cách nào hiểu vì sao quý vị vẫn một mực chưa thấy màn hình giống như tivi vĩnh viễn mở quý vị sẽ chẳng biết tivi có màn hình chỉ nhìn thấy nó có tướng cảnh giới tướng cảnh giới ấy thiên biến vàng quá Nó là pháp sanh diệt Màn hình là bất sanh bất diệt Phạm phù chẳng biết trong sanh diệt Có bất sanh bất diệt Chẳng sanh diệt mới là chính mình Đó là tự tánh Là chân tâm Ai biết vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xuống quý vị sẽ có thể thấy được chứng đắc đó gọi là minh tâm kiến tánh tánh được gọi là thường tịch quan thường là vĩnh hằng không thay đổi chúng ta dùng những câu nói của huệ năng đại sư để diễn tả thì thường là câu nói thứ hai của ngài khi đã giác ngộ nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh việc đấy là thường tịch là gì câu đầu tiên là tịch nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đấy là tịch câu thứ tư là tịch nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động quý vị thấy hai câu ấy là tịch còn có hai câu là quan câu thứ ba vốn tự trọn đủ Trong tự tánh vốn tự trọn đủ Trọn đủ gì vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã nói Chúng ta tự tánh vốn trọn đủ, trí huệ và đức tướng. Chúng tôi thay trí huệ và đức tướng bằng một câu dẫn do đức Phật giảng. Đó là kiến văn giác tri. Tự tánh vốn tự trọn đủ, kiến văn giác tri. Câu cuối cùng của lục tổ chính là nói nó tỏa ánh sáng Tức là khởi tác dụng Có thể sanh dạng Pháp Có thể sanh dạng Pháp Thì dạng Pháp do đâu sanh ra Sanh từ câu thứ ba Dũng tự trọn đủ Không có duyên Nó sẽ chẳng sanh Nó thanh tịnh Hãy có duyên nó bàn sanh có duyên là nhất niệm bất giác Nhất niệm bất giác là động rồi Hệ động thứ đầu tiên xuất hiện là a lại gia a lại gia vừa xuất hiện Tất cả dạng pháp sẽ xuất hiện Sách Hoàng Nguyên Quán viết hiển nhất thể khởi nhị dụng Thị tam biến Ba đoạn lớn này giảng về duyên khởi vũ trụ Mà cũng là duyên khởi của a la gia Duyên khởi của tánh đức Nói cách nào cũng được Nói như thế nào cũng đều thông suốt Đây là chân tướng sự thật Thật tướng của các Pháp Như trong Bát Nhã thường nói Chính là nói về điều này Bởi lẽ thể của thật tướng chẳng tịch chẳng chiếu Tịch là thanh tịnh tịch diệt Chiếu là quang minh chiếu khắp Nó có tịch hay không? Có chiếu hay không? Có nhưng xét trên thể Tịch và chiếu đều ẩn Chẳng khởi tác dụng Nhưng vốn tự trọn đủ Thứ gì cũng đều không có Nhưng quý vị chẳng thể nói là không có Nó có khi khởi tác dụng Nó có thể sanh muôn pháp Nhưng quý vị chẳng thể nói Nó là có chẳng tịch chẳng chiếu nhi phục tịch nhi hàng chiếu chiếu nhi hàng tịch khi nó khởi tác dụng xét theo tướng chúng ta nói là hình ảnh trên màn hình tịch như hàng chiếu ẩn và hiện như nhau tịt là ẩn chiếu là hiện tuy hiện nhưng hiện mà thường tịt tôi dùng hai chữ này để giảng cho mọi người dễ hiểu chúng ta có biết chân tướng sự thật này hay không Đối với chân tướng sự thật này Ác phải thật sự tham thấu triệt lời Di Lạc Bồ Tát đã giảng Trong một cái khải ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm Thì quý vị sẽ hiểu rõ hai câu này Tịch mà hàng chiếu, chiếu mà hàng tịch thay đổi một chữ nhưng ý nghĩa vẫn như vậy thay bằng một chữ rõ nghĩa hơn để mọi người dễ hiểu hơn một chút tịch mà thường chiếu chiếu mà thường tịch hằng và thường có cùng một ý nghĩa dùng chữ thường sẽ rõ nghĩa hơn một chút mọi người sẽ dễ hiểu ý nghĩa tịch mà thường chiếu tuy chiếu nhưng mà thường tịch trong tất cả các hiện tượng bất luận nhiễm hay tịnh thiện hay ác bất luận trong cảnh giới nào quý vị vẫn chứ nên khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm là trật rồi khởi tâm đồng niệm đều chẳng thể được Đương nhiên càng chớ nên có phân biệt chấp trước Có phân biệt là sai lầm to lớn Có chấp trước thì càng sai lầm to lớn hơn nữa Đó là gì? hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng quý vị có phân biệt tên, sẽ biến cõi thật thành phương phương báo thành cõi phương tiện cõi phương tiện là tư thánh pháp giới quý vị có chấp trước sẽ biến cõi phương tiện thành cõi đồng cư lại biến thành 6 -6 đánh 6 -6. Đánh lục đạo luân hồi chẳng phải do ai khác làm chẳng mảy may liên quan đến người khác chứ gì phải biết chẳng dính dáng gì đến phật bồ tát mà cũng chẳng dính liếu thượng đế Mà cũng chẳng dính dáng đến vua diêm la Chẳng liên can đến hết thảy các ngoại duyên Ai làm? Do ý niệm của chính mình quấy phá Đó là chân tướng sự thật Quý vị phải hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch Hết thể chúng sanh ai nấy Đều có phần nơi ba học vị tu học trong Phật Pháp chúng sanh chỉ cần quý vị chẳng chấp trước hết thảy các Pháp Chúc mừng quý vị đã đạt được học vị thứ nhất là a la hán Đạt được học vị này, lục đạo chẳng còn nữa Vì sao? Lục đạo do chấp trước biến hiện Không có chấp trước sẽ chẳng có lục đạo không có phân biệt Sẽ chẳng có tứ thánh pháp giới Sẽ chẳng có cõi phương tiện hữu dư địa vị nâng cao lên Thành Bồ Tát Tránh đẳng tránh giác Tiến thêm bước nữa không chỉ chẳng chấp trước chẳng phân biệt ngay cả khởi tâm động niệm cũng buồn xuống chúc mừng quý vị quý vị lại tiến thêm bước nữa đạt đến tột đỉnh thành vô thượng chánh đặng chánh giác đạt được học vị tối cao là phật đà phật đà giống như học vị tiến sĩ trong nhà trường hiện thời Bồ Tát là học vị thạc sĩ A-la-hán là học vị học sĩ Tức cử nhân Quý vị đã thành tựu Cả ba học vị ấy đều chưa đạt được Dẫu học Phật Dũng công cách nào đi nữa Quý vị chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Biến toàn bộ những gì đã tu học thành phước báo thế gian Tương lai sẽ đi về đâu? Đến dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên Để hưởng phước Quý vị phải hiểu, hưởng hết phước Nhưng còn có tội báo chớ nên không biết điều này quý vị tạo những ác nghiệp hưởng hết phước tai họa sẽ xảy đến nợ mạng phải đền mạng thiếu nợ phải trả tiền Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này Chẳng còn nợ mạng chúng sanh nữa Quyết định chẳng sát sanh Chẳng gây thương tích Tổn hại chúng sanh Không còn chiếm tiện nghi của người khác Chẳng thiếu nợ Nghèo hèn khốn quẩn đến chết vẫn cam tâm bằng lòng chịu chết Vẫn không tha một chút tiện nghi Cũng chẳng đoạt lấy sanh mạng của chúng sanh Để duy trì mạng sống của chính mình Nếu đoạt lấy là sai rồi Do lẽ nào Thân chẳng phải là ta Thân có sanh diệt Linh tánh bất sanh bất diệt Ta phải chiếu cố linh tánh chớ nên chiếu cố cái thân này người hiểu rõ sẽ làm như vậy Một Quyết định chẳng ích kỷ tự lợi trong một đời người đáng quý nhất là hiểu rõ. Người đã hiểu rõ được gọi là thánh nhân. Người qua gọi người đã hiểu rõ là thánh nhân. Người Ấn Độ gọi là Phật. Quý vị hãy nhìn vào ý nghĩa của chữ Phật, đó là chữ phiên âm mang ý nghĩa là giác giả, tức bậc giác ngộ. người trung quốc gọi bậc giác ngộ là thánh nhân thánh có nghĩa là gì người hiểu rõ chẳng hồ đồ đã hiểu rõ rồi phật chẳng mê hoặc đã giác ngộ a la hán bồ tát đều đã giác ngộ nhưng chưa viên mãn đạt đến giác ngộ viên mãn rốt ráo sẽ gọi là phật chúng ta nhất định phải lý giải chính xác ý nghĩa của những danh từ này thì học phật mới học được này nọ thụ dụng chân thật chiếu nhi tịch cưỡng danh thường tịch quan độ tịch nhi chiếu cưỡng danh thanh tịnh pháp thân tịch là thể chiếu là tác dụng từ dụng trở về thể thì gọi là cõi thượng tịch quan từ thể khởi dụng Bạn gọi là thanh tịnh pháp thần Thân độ bất nhị Giai thuộc cưỡng danh Nó vốn không có tên Bất đắc dĩ miễn cưỡng đặt cho nó một danh xưng Vì sao? Nhằm dạy học thuận tiện Chẳng phải là thật sự vì thế lão tử nói rất hay danh khả danh phi thường danh đạo khả đạo phi thường đạo phải hiểu đó là những danh từ thuật ngữ danh từ thuật ngữ chẳng phải là những thứ có thật do dạy học thuận tiện mà giả lập Ngàn dạng phần đừng coi những thứ giả bày là chân thật Để rồi lại mê mang nơi đó Mê nơi danh tướng Vì thế, trong khởi tín luận Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta một tâm thái học tập Nhất định phải biết lìa tưởng ngôn thuyết văn tự là phù hiệu dùng để ghi chép ngôn thuyết à, ly ngôn thuyết tướng đừng nên phân biệt chấp trước ngôn thuyết quý vị thấy những kinh điển của thánh nhân là những lời dạy từ chính miệng thích ca mâu ni phật được ghi chép lại vì thế văn tự là phù hiệu của ngôn thuyết đừng nên phân biệt chấp trước ngôn thuyết mà cũng chớ nên phân biệt chấp trước văn tự vì thế phải lìa tướng văn tự tiến hơn bước nữa không chỉ phải lìa ngôn ngữ văn tự mà còn phải biết lìa tướng danh từ thuật ngữ những chữ chiếu và tịch được nói đến ở đây đều là danh từ thuật ngữ thân cõi pháp thân đại sĩ pháp thân phật đều là danh từ đều nhằm thuận tiện biểu đạt pháp mà giả lập chẳng có thật nghĩa trong ý Khiến cho chúng ta nghe, đọc, hiểu được ý nghĩa là được rồi Chớ nên chấp trước Điều cuối cùng Mã Minh Bồ Tát dạy là Chớ nên chấp trước tướng tâm duyên Tâm duyên là gì? Nhìn vào văn tự, suy đoán ý nghĩa Ta đọc đến điều này, ta cảm thấy nó có ý nghĩa gì đó Sai rồi Chẳng có ý nghĩa gì Phải vĩnh viễn ghi nhớ bậc đại triệt đại ngộ chính mình chẳng có ý nghĩa gì khi quý vị đọc chính mình nghĩ có ý nghĩa gì thì đó là ý nghĩa của quý vị chẳng liên quan gì đến phật bồ tát quý vị đã hiểu lầm ý nghĩa mất rồi khi nào quý vị nghe kinh đọc kinh đọc thấy trong ấy chẳng có ý nghĩa gì Quý vị sẽ quản nhiên đại ngộ Nó quả thật chẳng có ý nghĩa gì Đó là chuyện gì vậy? Kinh Bát Nhã thường nói Bát Nhã vô tri Quý vị tiếp cận tánh thể Giống như chúng ta xem TV, quý vị dần dần hiểu rõ màn hình. Trong màn hình chẳng có gì cả. Nó là bản thể của hết thảy các Pháp. Hết thảy các Pháp nương vào nó để biến hiện. Hình ảnh trong hơn 100 băng tầng thấy đều là nương vào màn hình này để hiện ra này quý vị hồi phục tự tánh thứ gì cũng đều không có bác nhã vô tri nó khởi tác dụng thì sao không gì chẳng biết vì thế khi quý vị đạt đến vô tri mới thật sự khởi tác dụng to lớn không gì chẳng biết có cần phải học hay không chẳng cần học quý vị học thì cái tri kiến do học hành mà có ấy sẽ sai lầm đó là tri thức Trí huệ chân chánh trong tâm địa sạch lao như huệ năng đại sư đã nói, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sanh diệt, vốn tự trọn đủ, vốn chẳng dao động. Khi khởi tác dụng có thể sanh vàng pháp. Đó là trí huệ. Trí huệ là vô tri, không gì chẳng biết trí thức là có biết nên sẽ có điều chẳng biết hoàn toàn tương phản nếu chúng ta coi kinh phật như tri thức để nghiên cứu quý vị đã đi sai đường mất rồi học phật là cầu trí huệ chẳng phải là cầu tri thức tri thức có thể giải quyết một phần nhỏ của vấn đề sau đây còn để lại cả đống hậu quả Trí huệ có thể giải quyết hết thảy vấn đề Chẳng để lại hậu quả Trí huệ nhất định phải đạt tới minh tâm kiến tánh Muốn đạt tới minh tâm kiến tánh Quý vị phải buông tướng ngôn thuyết Tướng danh tự Tướng tầm duyên xuống Chưa làm được Thì cứ tiến hành dần dần Chưa đạt được Quý vị cứ học mỗi ngày như vậy Học lâu ngày sẽ đạt được Vì thế Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn của Phật Pháp Đọc Tụng là một pháp môn Mỗi ngày ta niệm Kinh Niệm kinh là gì? Niệm kinh là tu giới định huệ Nương theo phương pháp ấy của Mã Minh Bồ Tát Chính là tu giới định huệ Ta đọc bộ kinh này mất một giờ Là mỗi ngày ta tu giới định huệ một giờ Hoàn thành giới định huệ một lần Nương theo quy củ này để niệm Đó là trì giới Y theo quy củ này Là lìa tướng gian tự Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Thật thà Dùng cái tâm thanh tịnh Để niệm kinh từ đầu đến cuối một lần đấy là trì giới. Khi niệm quý vị cũng chẳng chấp trước, buông tướng gian từ xuống, danh từ thuật ngữ cũng buông xuống, cũng chẳng bận tâm nghĩ tới ý nghĩa trong kinh, đấy là định. Quý vị thấy đó, quý vị đang tu giới và tu định, niệm tới khi đủ biến số khi nào thì đủ đủ là gì duyên phận của mỗi cá nhân khác nhau tiêu chuẩn của mỗi cá nhân khác nhau thật sự ra tiêu chuẩn chính là tâm thanh tịnh hiện tiền tâm thanh tịnh hiện tiền tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ đó là tiểu ngộ chẳng phải là đại ngộ ma là tiểu ngộ nhưng so với phàm nhân bất giác vẫn cao minh hơn từ tiểu ngộ vẫn dùng phương pháp này lại trải qua bao nhiêu năm đó sẽ đại ngộ vì sao tâm bình đẳng hiện tiền lại qua bao nhiêu lâu sau nữa Sẽ đại triệt đại ngộ Quý vị sẽ trở thành Pháp Thân Bồ Tát Thành Phật Đó là gì? Giác rồi Giác ý Là vô thượng chánh đẳng chánh giác Là thanh tịnh bình đẳng giác Giác ý là vô thượng chánh đẳng chánh giác Vì sao? Nó là ba địa vị Tâm thanh tịnh đắc chánh giác Tâm bình đẳng đắc chánh đẳng chánh giác Do vậy địa vị cuối cùng là vô thượng chánh đẳng chánh giác Từ chỗ này chiêu vị có thể thấu hiểu Có thể khẳng định Có thể tin sâu chẳng nghi ngờ do một bộ kinh này phạm phu có thể thành tựu phật quả viên mãn quý vị nói pháp môn này có thù thắng lắm hay không như vậy thì quý vị có biết niệm kinh này hay không biết niệm thì chúng ta từ địa vị phàm phu sẽ niệm tới vô thượng chánh đặng chánh giác quý vị có hiểu hay không nếu vừa niệm vừa khởi vọng tưởng xong luôn một mặt vẫn nghĩ ta thuộc cảnh giới gì ta nên nâng cao như thế nào xong rồi mã minh bồ tát dạy chúng ta nguyên tắc ấy là chân lý vĩnh hằng không thay đổi tám dạng bốn ngàn pháp môn môn nào cũng đều phải tuân thủ nguyên tắc này quý vị không tuân thủ nguyên tắc này sẽ phạm lỗi lỗi làm do chính quý vị không thể trách móc người khác Cố tri thân độ bất nhị Giai thuộc cưỡng danh Tịch chiếu đồng thời Phi tư lượng cảnh Đừng nên suy nghĩ loạn xạ Hãy suy nghĩ loạn xạ là trật rồi Có thời gian để suy nghĩ loạn xạ Sao không niệm a di đà Phật Suy nghĩ loạn xạ cũng chẳng dễ gì trừ được Vì thế tịnh tông có diệu pháp Dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật Để thay thế suy nghĩ loạn xạ Tốt đẹp hơn à, Suy nghĩ loạn xạ Nếu đoạn chẳng đọa vô minh Sẽ đọa trạo cử à, luôn, luôn luôn tạo nghiệp luân hồi Lục đạo luân hồi Trong lục đạo chẳng tìm được Một câu A-di-đà Phật này Bất cứ đường nào trong lục đạo Cũng chẳng tìm được A-di-đà Phật A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Chỉ cần tương ứng với nơi ấy Sẽ chẳng tương ứng với lục đạo và mười Pháp giới Quý vị nhớ kỹ câu này là được rồi Trạo cử là suy nghĩ loạn xạ Hôn trầm là muốn ngủ gà ngủ gật Tinh thần không dấy lên nổi Hôn trầm là vô minh Hai thứ phiền não ấy hiện tiền Quý vị hãy khéo niệm Phật Thật thà niệm Phật Dùng phương pháp Niệm Phật Để thay thế phiền não Lại xem tiếp đoạn dưới Hữu Thường tịch quan tam tự Câu này vẫn do ngẫu Ích Đại Sư Viết trong yếu giải Ba chữ này Toàn hiện Niết bàn tam đức như lai bí tạng Trong kinh Bát Niết Bàn nói đến Tam Đức Tam Đức ấy là bí tạng của Như Lai Ba Đức nào vậy? Tiếp theo là Thường Tức Pháp Thân Đức Pháp Thân Thường Trụ Cố Vì thế một người giác ngộ Sẽ không coi thân này là cái thân của chính mình Vì mới là thân của chính mình Hết thể các pháp đều là thân của chính mình Tâm hiện Tâm là chính mình Thức biến Thức cũng là chính mình Tâm là chân tâm của chính mình Thức là vọng tâm của chính mình Chân tâm là bổn tánh của chính mình Giọng tâm là a la gia Là tập tánh của chính mình à, Quốc, Cổ nhân Trung Quốc nói Bổn tánh tập tánh Phật Pháp nói Chân tâm giọng tâm chân tâm là bổn tánh, giọng tâm là tập tánh. chân và giọng là một, không hai. giác ngộ rồi thì giọng là chân. lúc mê chân là giọng. chân và giọng là một, không hai. giác và mê cũng là một, cũng chẳng hai. người thật sự giác ngộ người minh tâm kiến tánh thân của người ấy là gì thân của hết thể chúng sanh là thân của người ấy thân của hoa cỏ cây cối cũng là thân của người ấy núi sông đại địa cũng là thân người ấy khắp pháp giới hư không giới đều là thân của người ấy Thân người ấy không đâu chẳng tồn tại Không lúc nào chẳng hiện diện Tuy nó có Sanh diệt Diệt rồi lại sanh Giống như gì Thân thể của chúng ta giống như nhau Thân thể này có bao nhiêu tế bào Mỗi tế bào này đổi cũ thầy mới mỗi ngày Giống như sinh vật trên địa cầu Mỗi ngày có sanh và có diệt Đức Phật giảng Vô lượng vô biên các cõi Phật Trong toàn thể vũ trụ Sanh diệt vĩnh viễn chẳng ngừng trong ấy Nên gọi là Pháp Thân Thường Trụ Chúng ta sánh dí thân ấy như Pháp Thân Pháp Thân Thường Trụ Cái thân của chúng ta giống như tế bào các khoa học gia nói mỗi tế bào có tuổi thọ tối đa là 7 năm. Trong 7 năm, tế bào này diệt, tế bào mới lại sanh ra. Do vậy nói thật ra, thân thể của chúng ta 7 năm là một chu kỳ. Tất cả các tế bào trên thân đều thay đổi. chúng ta mê hoặc điên đảo vì sao bảy năm đổi một lần vì sao chẳng đổi mới chẳng đổi lấy cái tốt cứ phải lấy cái già nua hư hoại thân thể càng đổi càng tệ hơn đó là vì chẳng biết cách người giác ngộ cao minh cũng đổi mỗi ngày do giác ngộ nên toàn là đổi lấy tốt đẹp khỏe mạnh Người ấy chẳng sanh bệnh, chẳng suy lão Vì sao? Người ấy đổi lấy sự tốt đẹp Chẳng đổi lấy thứ hư xấu Ai chủ trì sự thay đổi trong ấy? Ý niệm Ý niệm của Phật Bồ Tát tốt đẹp cho nên tế bào của các ngài hoàn toàn mới, hoàn toàn mới là do ý niệm trả trung. <laughs> luôn luôn khỏe mạnh, chẳng ngã bệnh, chẳng đổi lấy tế bào bệnh tật. Tế bào bị bệnh tật là hạng người nào? Tham sân si mạng nghi nên đổi lấy cái xấu. Tham sân si mạng nghi thấy đều đoạn sạch Vô tham vô sân Vô si Bạn thay đổi lấy cái tốt lành Hoàn toàn thay đổi bằng cái tốt lành Chuyện là như thế đó Đây là chân tướng sự thật Khởi tâm động niệm đều là đại công vô tư Chẳng vì chính mình Chẳng vì thân này Vì sao? Vì Pháp thân Chẳng vì nhục thân này Mà vì Pháp thân trong những năm qua có rất nhiều người muốn tặng đạo tràng cho tôi tôi rất cảm kích tôi có nên tiếp nhận hay chăng chẳng nghĩ gì mình nếu đạo tràng ấy có thể lợi ích nơi đó tôi sẽ giúp sức Khiến cho chánh pháp tồn tại Chân lâu dài nơi đó Lợi ích xã hội Lợi ích chúng sanh Chuyện tốt đẹp mà Tôi chẳng thể vì chính mình Vì chính mình là tư tâm Đạo tràng nhiều chẳng phải là biến thành giống như một chuỗi cửa hàng hay chăng? đó là mở tiệm buôn phật biến thành xí nghiệp phật giáo chính mình chẳng làm đệ tử như lai mà làm ông chủ chợt mất rồi lại mê rồi vì thế người bình thường sẽ thấy đó là cảnh giới tốt chuyện tốt đẹp thấy người khác trao tặng mà nếu quý vị mê sẽ mê này đó càng mê sâu hơn quý vị vốn có thể thành phật làm tổ nay đã mê lại luân hồi lại vào tam đồ vì thế tổ sư thường xuyên cảnh tỉnh người khác mà cũng thường là trong lúc khám nghiệm kẻ khác bèn hỏi hiểu không hai chữ này ý vị sâu đầy quý vị có hiểu hay không nếu quý vị thật sự hiểu bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh ý độ hay tịnh độ đều có thể nâng cao cảnh giới của chính mình đều có thể phổ độ chúng sanh nếu không hiểu thuận cảnh hay nghịch cảnh đều giúp quý vị đọa lạc mê hoặc tạo nghiệp Tạo nghiệp thì sau này phải chịu báo Vấn đề ở chỗ quý vị có hiểu hay không? Quý vị có thật sự giác ngộ hay không? Người giác ngộ chắc chắn chẳng hại người Kẻ chưa giác ngộ dẫu hảo tâm cũng thường hại người Đối với bất cứ ai kẻ giác ngộ luôn một mực chân thành Vì sao? Giúp kẻ khác giác ngộ nếu kẻ ấy rắp tâm muốn lừa gạt, muốn hại quý vị, chẳng sao hết. Quý vị cứ dùng tâm chân thành đối đại kẻ ấy. Khi kẻ ấy già chết, nghĩ lại một đời này, ta đã thật sự gặp được người tốt. Đó là gì? Giúp gieo thiện căn trong A lại gia của kẻ ấy. Người giác ngộ biết hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh Hết thảy chúng sanh vốn là Phật Này kẻ ấy tạo ngũ nghịch thập ác Cũng chẳng sao Vì sao? Đó là tập tánh Đừng quan tâm tới tập tánh Hãy chuyên môn quan tâm bổn tánh của người ấy Đó là điều kiện thứ nhất Trong việc độ chúng sanh của Phật Bồ Tát Là quan niệm độ sanh duy nhất của Phật Bồ Tát Chúng sanh trong địa ngục A Tỳ cũng có thể duyên thành Phật Đạo nếu họ tiếp xúc pháp môn tịnh độ này Có thể giảng sanh hay không? Có thể Làm sao mà không thể cho được? Pháp môn này Bất luận quý vị là thiện hay ác Cũng chẳng cần biết quý vị thuộc căn tánh nào Chỉ cần quý vị có thể tin tưởng Chịu phát nguyện Là được rồi Ngẫu ích đại sư nói rất hay Có thể giảng sanh hay không Được quyết định bởi có tính nguyện hay không Phẩm gì cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn Chỉ nói tới giảng sanh Thì hết thảy chúng sanh đều có phần Pháp môn này thật là tuyệt Quá sức thù thắng Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Bỏ pháp môn này Người thượng thượng căn Mong được thành tựu Cũng vô cùng khó khăn Đối với pháp môn này Tin sâu không nghi ngờ Chúng sanh chẳng biết chữ thiếu trí huệ nghèo cùng khốn khó vẫn có thể đắc độ quý vị mới hiểu trong các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có pháp nào thù thắng hơn pháp này Chúng ta duyên phận quá tốt đẹp Vô cùng thù thắng Gặp được bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư hay như thế này Dương Long Thư chẳng gặp được Ngụy Mặt Thâm cũng chẳng gặp bao nhiêu vị cổ thánh tiên hiền đều chẳng gặp lại gặp được lão cư sĩ hoàng niệm tổ viết tác phẩm chú giải này trong ấy cụ trích dẫn kinh luận và chú sớ của cổ nhân tổng cộng 193 thứ Quý vị đọc quyển sách này giống như đọc 193 bộ kinh luận Trước tác Chẳng dễ dàng Nhân duyên vô cùng thù thắng do vậy tôi tin tưởng sâu đậm không nghi ngờ khi phật pháp bị diệt hết trên thế gian này bản này vẫn lưu lại một trăm năm trong chín ngàn năm thời mạt pháp trong tám vạn bốn ngàn pháp môn Quý vị nương theo pháp môn nào? Chỉ có pháp môn này. Ta giúp hết thảy chúng sanh học pháp môn gì? Cũng học pháp môn này. Tự hành dạy người bằng một bộ kinh vô lượng thọ này. Tôi vẫn còn muốn học pháp môn khác. Được thôi, thông suốt pháp môn này sẽ thông suốt toàn bộ hết thảy các pháp môn khác. tôi có cần phải lãng phí thời gian và tinh thần để học bộ nào khác hay chăng không cần phật pháp thực sự là một kinh thông hết thảy các kinh đều thông năm xưa tôi ở đài trung theo học lớp giảng kinh của cụ Lý cụ mở lớp ấy để dạy học sinh học cách giảng kinh các bạn đồng học trong lớp ấy có hơn 20 người của ấy tôi tuổi trẻ thầy cũng đại khai phương tiện môn tôi học từ cụ mười ba bộ kinh kinh tiểu thừa nhiều hơn đối với kinh đại thừa tôi học một bộ kinh a di đà Một bộ phổ hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm Đó là quyển cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc Học một quyển này Học một bộ Kinh Kim Cang Học những Kinh Đại Thừa ấy Những kinh khác như Thập Thiện Nghiệp Đạo là kinh cùng tu của Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. A Nan vấn sự Phật các Hung kinh là Tiểu Thừa. Học 13 bộ Tôi xuất gia đến dạy tại Phật học viện. Ở Đài Trung, tiến độ học tập là mỗi tháng học một bộ kinh. Pháp hỷ sung mãn. Đến dạy tại Phật học viện Mỗi học kỳ mới dạy một bộ kinh Ba năm là sáu học kỳ Tôi dạy sáu bộ kinh Còn bảy bộ vẫn chưa sử dụng được Tôi suy nghĩ Không được rồi Căn bản của chính mình không đủ sâu dày Mong được học một bộ kinh lớn Lúc ấy trong lòng nghĩ đến kinh Pháp Hòa Vì thế tôi sưu tập tài liệu về Kinh Pháp Hoa đến mười mấy thứ Trở về Đài Trung Thưa với Thầy Lý Mong lại được học một bộ Đại Kinh với Thầy Gặp đúng lúc lão nhân gia đang giảng Kinh Lăng Nghiêm Ngài bảo tôi Ngài bận biểu lắm tìm không ra thời gian để dạy mình tôi Này tôi đang giảng Lăng Nghiêm Anh học Kinh Lăng Nghiêm là được rồi cụ giảng kinh lăng nghiêm ba năm tôi thấy phân lượng kinh lăng nghiêm và kinh pháp hoa không sai khác lắm cho nên tôi chuyên tâm học kinh lăng nghiêm thầy giảng ngày thứ tư tôi phức giảng vào ngày thứ năm tức là hôm sau Tôi nhắc lại lời thầy đã giảng một lần Thính chúng của tôi có sáu người Kể cả tôi là bảy Chúng tôi thành lập một lớp nhỏ Mỗi ngày thứ năm Hợp mặt phức giảng trong phòng học nhỏ Ở Đài Trung Liên Xã Do thầy giảng bộ lăng nghiêm Tôi cũng phức giảng bộ lăng nghiêm cách học ấy rất thực tiễn vì thế tôi giảng kinh lăng nghiêm ở đài bắc là giảng lần thứ hai các đồng tu hương cảng nghe giảng rất thích mời tôi sang hương cảng giảng kinh lăng nghiêm tôi giảng tại hương cảng chính là lần thứ ba hay là thứ tư đã có căn bản rồi kinh hoa nghiêm là do tám người đồng học chúng tôi liên danh khải thỉnh thầy lý thỉnh lão dân gia giảng bộ kinh hoa nghiêm này lúc ấy tuổi thầy đã cao ngoài tám mươi chúng tôi mong thầy thường trụ thế chưa giảng xong kinh Hoa Nghiêm Chắc là cụ sẽ chẳng tiện ra đi Thỉnh cụ giảng bộ kinh ấy Dự đoán cụ sẽ sống tới 120 tuổi Thì cụ mới có thể giảng xong Trao cho thầy một đề mục lớn như vậy Cụ cũng rất cao hứng Chẳng ngờ cụ giảng phân nữa Chẳng giảng, giảng nữa đã ra đi Tôi học Hoa Nghiêm ở đài trung nghe cụ giảng quyển thứ nhất tôi chỉ học một quyển quyển thứ nhất tôi nghe xem cụ mở đầu như thế nào cách giảng ra sao tôi sẽ biết toàn bộ những phần sau cụ giảng ở đài trung tôi giảng ở đài bắc tôi giảng với tiến độ nhanh hơn cụ vì mỗi tuần cụ chỉ giảng một lần mỗi lần một giờ vì cụ giảng hai giờ thì đã mất một giờ dịch sang đài ngữ vì thế một năm cụ chỉ có thể giảng hơn bốn mươi giờ tôi giảng tại đài bắc mỗi tuần giảng ba lần mỗi lần một tiếng rưỡi không có phiên dịch cho nên tôi giảng một năm bằng thầy giảng bốn năm rưỡi tại đài trung tôi giảng hai năm bằng với thầy giảng chín năm tiến độ của tôi nhanh hơn bất quá lúc ấy tôi thường ra ngoại quốc ra ngoại quốc thì phải ngưng kinh ấy lại cho nên cứ gián đoạn rồi lại tiếp tục Tôi nhớ hình như giảng trước sau 17 năm Đức Đức nối nối Bác Thập Hoa Nghiêm giảng phân nữa Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng giảng phân nữa Lúc ấy mỗi tuần tôi giảng bác Thập hai lần Giảng Tứ Thập một lần Giảng mỗi ngày Gần như dạng tới mấy bộ kinh Chính là do các đồng học tìm đến Tôi cũng nhận lời Đâm ra là luyện tập học giảng Bình quân mỗi ngày giảng tối thiểu 2 giờ Thông thường là 3 giờ hay 4 giờ hàng ngày chẳng nghỉ ngơi vui sướng chẳng mệt nhọc do vậy thông suốt một kinh sẽ thông suốt hết thầy các kinh chưa học qua nhưng có thể giảng đọc chú giải của cổ nhân là được rồi vì thế công sức nhất định phải dồn nơi một bộ kinh ấy ở đài trung Tôi bỏ thời gian 3-4 năm nơi Kinh Lăng Nghiêm Chuyên tâm nơi một bộ Kinh Như vậy thì mới đạt vững cơ sở Nếu này quý vị hỏi tôi Trong hết thể các Kinh Bộ Kinh nào hay nhất Tôi bảo quý vị Chính là bản chúng ta đang dùng đây Tức bản chú giải Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Tôi mới vừa thư trình cùng quý vị Trong tác phẩm này Cụ đã trích Dẫn 193 bộ kinh Luận Chú sớ Nội dung hết sức phong phú Nếu thật sự học bộ kinh này Kinh nào cũng đều không có vấn đề Thông một sẽ thông suốt hết thảy Hơn nữa do bộ kinh này chắc chắn sẽ đắc độ Chính mình nắm chắc cầu sanh thế giới cực lạc Rồi mới giúp đỡ người khác giúp người khác vẫn là một bộ kinh này vì sao khế cơ những kinh luận khác chưa chắc có thể giúp đỡ người khác cũng có thể nói là quý vị có thể thật sự buông xuống được hay không Thật sự có thể buông xuống thì được <laughs> Nếu quý vị chẳng buông phân biệt chấp trước xuống Bất luận học pháp môn nào Cũng chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Trong tâm Còn có đôi chút dướng mắt Sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi Hãy chuyện thế Bị mê khi cách ấm Quên sạch sành xanh những điều đã học trong kiếp trước Nhất là quý vị Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Chắc chắn sẽ đọa trong tam ác đạo Chính quý vị phải khéo suy nghĩ Ngũ giới thập thiện quý vị có làm được hay chăng? Tổ tông dạy chúng ta ngủ luân, ngủ thường Tứ duy bác đức Quý vị có làm được hay không? Nếu quý vị chẳng làm được Đời sau chắc chắn không được làm thân người Nghĩ đến chỗ này mới biết thật sự đáng sợ Một đời trong thế gian này chẳng dài Dẫu quý vị Sống đến trăm tuổi Cũng chỉ là một cái khải ngón tay Thời gian trôi qua quá nhanh Chẳng thành tựu một chuyện gì Đối với chuyện học Phật mà chẳng thành tựu Tức là tạo tội nghiệp Nói như vậy nghĩa là sao Tôi chẳng làm chuyện gì sai quấy Quý vị chẳng học thành công Khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn vào Thấy quý vị học Phật suốt một đời Nhưng sau đấy vẫn giống hệt như cũ như vậy là quý vị đã phá hoại hình tượng phật pháp có tội lỗi hay chăng người học phật sống trên thế gian khi chết cũng phải nêu gương tốt cho người thế gian như thế thì mới chẳng có tội lỗi quý vị không thể nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội nhìn vào khiến cho đại chúng trong xã hội chửi bới hủy bán phật giáo đấy là nghiệp nhân khiến quý vị đọa tam đồ chứ chưa nói tới những chuyện khác nếu quý vị muốn biết đôi chút hãy lật đệ tử quy <laughs> hoặc sa di luật nghi ra xem quý vị đã làm được mấy điều quý vị liền biết nghiệp nhân quả báo ở chỗ nào chẳng cần hỏi ai khác mà chính mình sẽ hiểu rõ rệt người học phật phải xứng đáng với cha mẹ tổ tông phật bồ tát chẳng phụ lòng lịch đại cao tăng đại đức truyền pháp chúng tôi không nói đến thầy vì hiện thời trong lòng chúng ta những người mà quý vị nghĩ xứng đáng làm thầy quá ít nhưng nếu trong lòng chẳng thấy ai đáng làm thầy người ấy sẽ chẳng học được gì cả vì sao ấn quan đại sư đã nói rất tuyệt một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích, phần phần lợi ích. thầy chẳng cần quý vị phải thành kính đối với thầy một vị thầy đòi hỏi quý vị phải cùng kính sẽ chẳng phải là một vị thầy tốt nhưng thầy có thể thấy quý vị có thể thành tựu trong tương lai hay không đó là gì? Tuy thuộc tâm quý vị được bao nhiêu phần thành kính học tập ở nơi đây. Điều đó nhất định tỷ lệ thuận với sự thành tựu của quý vị Chúng ta lại xem tiếp về Tam Đức Bí Tạng Thường là Pháp Thân Tịch thức giải thoát Đức Giải thoát là tự tại Trần lao vĩnh tịch Trần Là ý thức Phân biệt vọng tưởng của quý vị nhiều như bụi đất Trần cũng là ô nhiễm Lao là nhọc nhằn Đây là nói tới xác thân Trần lao cũng có nghĩa là thân tâm Lao là nói về thân Trần là nói về tâm Trần lao dính tịch là thân và tâm đều buông xuống Tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm thanh tịnh hiện tiền Quý vị mới tự tại Do a la hán Chưa chứng đắc pháp thân Và bát nhã Nhưng đã chứng đắc ít phần giải thoát Thành tựu cửu thế đệ định Buông kiến tư phiền não xuống Đoạn trừ rồi Quang tức bát nhã đức Trí quang biến chiếu cố Quang ấy là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Trí huệ và từ bi trọn khắp pháp giới trọn khắp hết thảy các di trần trọn khắp hết thảy các đầu sợi lông do vậy thường tịch quan là ba đức của niết bàn ba đức ấy được gọi là như lai bí tạng đẳng giác đại sĩ phá tận tứ thập nhất phẩm vô minh bốn mươi phẩm ấy chính là thập trụ thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa Đẳng giác Như Kinh Hoa Nghiêm đã nói Cánh phá tối hậu Nhất phẩm sanh tướng vô minh Đó là đẳng giác Đẳng giác Bồ Tát Phá một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng Phá thân toàn hiển Duyên chứng tam đức Triệt Bổn tâm nguyên Cứu cánh thanh tịnh Chứng nhập Thường tịch quan độ Ở nơi đây gọi sanh tướng vô minh Là tập khí Vô minh là khởi tâm đồng niệm Sơ trụ Bồ Tát Đạt Phá Sơ trụ Bồ Tát chẳng khởi tâm Không đồng niệm Nên minh tâm kiến tánh 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ ấy có thật hay không? Nếu có thật, tức là các ngài có phân biệt, chấp trước. Nếu các ngài chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, lấy đầu ra 41 phẩm. Thưa quý vị, trong cõi thật bao Quả thật chẳng có phân biệt chấp trước Cho nên chẳng thể nói 41 phẩm này là quá thật Nếu quý vị nói chúng có thật Trật mất rồi Quý vị cũng chẳng thể nói chúng không có Vì sao? tuy đều chứng đến cõi thật báo mỗi cá nhân có trình độ khác nhau giống như chúng đi học trong trường cùng lớp nhưng trình độ có ngang nhau hay không cùng một cấp lớp lớp học có bốn năm chục học trò lúc thi cử vẫn là từ hàng nhất tới hàng bét khác nhau tuy cùng học một lớp các bạn đồng học cùng một lớp trong cõi thật báo Đi thi vẫn khác nhau Do duyên cớ gì? Tập khí vô thị vô mình chưa đoạn Trong hội hoa nghiêm chúng tôi đã nói rất nhiều Đó là chân tướng sự thật Vì thế chẳng thể nói chúng là có Cũng chẳng thể nói chúng là không Biết có chuyện như thế Nhưng Pháp thân Phật rốt ráo Viên mãn Có thể làm chuyện gì Thì hàng sơ trụ Bồ Tát Trong viên giáo Cũng đều có thể làm được Nhất định chẳng thua kém Quý vị biết đó là bình đẳng Giống như trong phẩm phổ môn đã dạy Phật quả rốt ráo Đẳng giác Bồ Tát Ứng qua trong 10 Pháp giới Nên dùng thân gì để độ bèn hiện thân ý Chẳng do ý nghĩ của chính mình Mà do tùy thuận chúng sanh Kinh là Nghiêm đã nói rất hay Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Tùy tâm ứng lượng chính mình chẳng khởi tâm động niệm đương nhiên càng chẳng có phân biệt chấp trước sơ trụ bồ tát trong viên giáo vừa mới phá vô mình chứng pháp thân cũng có thể làm giống hệt nên dùng thân gì đắc độ bèn hiện thân ấy nên dùng thân phật để độ bèn hiện thân phật nên dùng thân bồ tát liền hiện thân bồ tát như nhau chẳng sai biệt tí nào chúng ta nhất định phải hiểu sự thật này nhất định phải rõ ràng không nên phân chia cao thấp trong mười pháp giới đều là phàm phu trong tứ thánh pháp giới là ngoại phạm trong lục đạo là nội phạm vì sao tứ thánh pháp giới thanh tịnh vì các ngài đều là đệ tử phật đều y theo kinh giáo của phật để tu hành phật dạy người ấy làm như thế nào người ấy thật sự có thể làm được phật dạy người ấy đừng làm điều gì người ấy sẽ tuyệt đối chẳng vi phạm vì thế nhìn bề ngoài rất giống phật nhưng trên thực tế chưa phải vì sao vẫn còn dùng a la gia Tức giọng tâm Chẳng dùng chân tâm Dùng chân tâm mới là Phật Dùng giọng tâm thì chẳng phải là Phật thật sự Vì thế thiên thai đại sư gọi họ là Tương tự tức Phật Rất giống Phật Nhưng chưa phải Chúng ta hiểu điều này Phá một phẩm vô minh Chứng một phần Pháp thân Vì ấy là chân Phật Chẳng phải là giả Phật cho nên thiên thai đại sư gọi 41 địa vị Pháp thân đại sĩ ấy Là phần chứng tức Phật Các ngài là thật chẳng giả Không có cách nào đoạn tập khí vô thủy vô minh Để mặc nó Một thời gian lâu sau Nó sẽ tự nhiên chẳng còn Đối với chỗ này Cổ đức gọi là Vô công dụng đạo Vì sao? Chẳng thể khởi tâm động niệm Quý vị muốn đoạn Tức là khởi tâm động niệm Trật rồi Càng mê sâu hơn Vì thế các ngài niệm gì cũng đều chẳng có Ý niệm tu hành chứng quả cũng chẳng có Chuyện của các ngài là cảm ứng Chúng sanh có cảm các ngài bèn ứng. Nói cách khác, nâng cao cảnh giới của chính mình trong sự ứng quá. Đó là gì? Phá tập khí vô thủy vô minh của chính mình trong ứng quá. Cảnh giới này quá gì tế? Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được cảnh giới ấy Kinh Hoa Nghiêm đã tiết lộ đôi chút tin tức Đó là từ 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử Đã hé lộ đôi chút tin tức Quý vị thấy từ sơ trụ trở lên thiện tài đồng tử đến tham phẩm hoàn toàn biểu hiện sự ứng hóa nơi sự tướng nếu chẳng chú tâm nơi điều này quý vị sẽ chẳng thể lãnh hội được từ văn tự quý vị thấy là sự nhưng trong ấy có đạo lý rất sâu Quý vị phải tự mình ngộ nhập đạo lý ấy Chẳng thể nói rõ được Quý vị có công phu thật sự Sẽ ngộ nhập cảnh giới khác hẳn Tối qua Có một đồng tu cho tôi xem một đĩa DVD về chuyện người ngoại quốc làm thí nghiệm với nước họ phát hiện nước có ký ức cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với chúng ta tin tức ấy rất bình thường chẳng đáng kinh ngạc tí nào điều đó chứng tỏ trong hiện tượng vật chất có thọ tưởng hành thức. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm đã khám phá nước có thể thấy nghe hiểu được ý nghĩ của con người. có phản ứng à, yu, cho nên nước có giá trị đó là tánh đức tự tánh vốn là như thế nhưng sự thấy biết trong lục đạo là mê lục đạo và mười pháp giới đều đang mê chuẩn bị biến thành a lại gia Biến thành a lại gia Thì kiến văn giác tri Cũng biến đổi Biến thành thọ tưởng hành thức Tâm kinh gọi chúng là ngũ uẩn Bất luận hiện tượng vật chất gì Cũng đều do ngũ uẩn hợp thành Đó là các duyên hòa hợp Do vậy Chúng ta thấy nước có thọ tưởng hành thức nó có cảm ứng Có phân biệt Tưởng là phân biệt Nó có chấp trước Hành là chấp trước Nó có ký ức Thức là ký ức Bất quá Chẳng rõ rệt như động vật Dùng khoa học rất di tế để quan sát Sẽ phát hiện Nước có thọ tưởng hành thức Điều này hoàn toàn giống hệt như Kinh Đại Thừa đã nói Vì thế nói theo Đại Thừa Phật Pháp Toàn thể vũ trụ kể cả hư không Và các hiện tượng tự nhiên Thấy đều là thể hữu cơ sống động chẳng chết cứng trong vật chất có tinh thần trong tinh thần có vật chất kinh hoa nghiêm đã giảng rất nhiều vì thế đối với hoàn cảnh vật chất chớ nên phá hỏng nó chớ nên khinh dễ phải đối đãi tử tế đối với núi sông đại địa quý vị chẳng khéo đối đại nó nó có ký ức sẽ căm hận quý vị phá hoại chúng chúng cũng phá hoại quý vị quả núi vừa lay động quý vị đã chịu không nổi thật đấy chẳng giả đâu chúng ta đối đại hết thảy động vật hoa cỏ cây cối núi sông đại địa dưới trần đều phải giống như đối xử với phật bồ tát chính mình khiêm ti lễ kính người khác chúng ta đối xử tốt đẹp với chúng chúng sẽ báo đền đẹp đẽ nhưng từ chỗ nào trong thế giới cực lạc trong thế giới hoa tạng quý vị thấy vì sao cõi thật báo của chư phật tốt đẹp dường ấy nơi ấy là chỗ ở của 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Quý vị nghĩ xem có vị nào trong các hàng Pháp Thân Đại Sĩ Thuộc 41 địa vị Lại chẳng học theo Ngài Phổ Hiền Phẩm thứ hai trong Kinh Vô Lượng Thọ Là Đức Tuân Phổ Hiền Nguyện thứ nhất trong 10 nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Nguyễn thứ hai là xưng tán Như Lai. Như Lai là tự tánh. Đối với muôn vật trong trời đất, chúng ta phải khen ngợi lễ kính, cúng dường, nghiêm túc tu hành thì chính là cúng dường chúng nó. chúng ta đối xử tốt đẹp với chúng nó chúng nó sẽ đối xử tốt đẹp với ta vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như thế thế giới hoa tạng tốt lành như vậy do người nơi ấy đều dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Những tâm ấy là đại bồ đề tâm Thực hiện viên mãn mười nguyện phổ hiền Vì thế đối với bản thân mà nói Thì sẽ là thân kim can bất hoại Thân thể có tướng hảo Có vô lượng tướng Trong mỗi tướng có vô lượng hảo Chẳng phải chỉ là 32 tướng tám mươi thứ hảo hoàn cảnh cư trụ vô lượng vô tận mỹ mãn tim chẳng được mảy mây khiếm khuyết nào. Xứng tánh mà. Thân là pháp tánh thân, cõi là pháp tánh độ. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Vì thế, trong cõi thật báo, hiển lộ toàn dạng pháp thân, Trong cõi thường tịch quang Còn có gì để nói nữa Rốt ráo viên mãn Viên chứng tam đức Triệt bổn tâm nguyên Cứu cánh thanh tịnh Mấy câu này viết ở chỗ này khiến cho chúng ta dần dần thấu hiểu trong cõi thường tịch quan không quá hình tướng cũng chẳng có hiện tượng vật chất cũng chẳng có hiện tượng tinh thần Đấy chính là bốn câu đầu trong năm câu báo cáo Khi Huệ Năng Đại Sư kiến tánh Không có hiện tướng Không có hình tướng Không có hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần cũng chẳng có Có còn khởi tác dụng hay chăng? Tôi đã gặp những người đem vấn đề này hỏi tôi Xin thưa có tác dụng vì sao khởi tác dụng chứng trọn vẹn ba đức thấu suốt tột cùng nguồn tâm rốt ráo thanh tịnh Câu thứ ba Do Huệ Năng Đại Sư đã nói là vốn tự trọn đủ Đấy là lý Có lý luận này làm căn cứ Chúng ta chỉ biết nó khởi tác dụng Chúng sanh có cảm Nó bèn khởi tác dụng Chúng sanh chẳng cảm Nó chẳng khởi tác dụng Cảm ứng đạo giao mà vẫn là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Tùy ứng lượng Thể hiện giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh Pháp thân vẫn hiển lộ toàn dạng giống như thế Chứng trọn dạng ba đức thấu triệt thông suốt nguồn tâm Rốt ráo thanh tịnh Vì ấy Ở trong cõi phương tiện ở trong cõi đồng cư thậm chí ở trong lục đạo tam đồ hay địa ngục a tỳ vẫn đạt đến thanh tịnh rốt ráo chẳng nhiễm mảy mày ở nơi nào cũng đều tùy thuộc chúng sanh mà hiện tướng thuyết pháp đều do chúng sanh cảm vị pháp thân đại sĩ ấy tự nhiên ứng ứng nhưng chẳng có khởi tâm động niệm đương nhiên càng chẳng có phân biệt chấp trước như vậy là ứng ở chỗ nào ứng trong thường tịch quan phạm phu nhìn vào sự ứng của các ngài giống như chúng ta xem tv Phạm Phu nhìn vào sắc tướng hiện trên màn huỳnh quang. Còn chính các ngài thì sao? Chính các ngài thường ở trong thường tịch quang, tức là màn hình trong tỷ dụ này, không có gì, thứ gì cũng đều chẳng có. Dần dần chúng ta thấu hiểu đạo lý ý. Đó là gì? Pháp thân Phật Chẳng phải là Pháp thân Bồ Tát Pháp thân Bồ Tát Trụ trong cõi thật bảo tràng nghiêm Pháp thân Phật Trụ trong thường tịch quan tịnh độ Tuy trụ thường tịch quan dẫn ứng giống hệt như nhau Tự tánh là sống động Khởi tác dụng Chẳng phải là không khởi tác dụng rất nhiều người sợ nhập thường tịch quan Hiện tượng tinh thần không có Hiện tượng vật chất cũng không có Chẳng phải là hết thảy đều không ư Tôi chẳng muốn đến nơi ấy Điều này khiến kẻ ấy chết khiếp Không phải vậy Chúng ta vĩnh viễn chẳng có cách nào lý giải cảnh giới ấy Tin tưởng nó có thật Sẽ thật sự có tác dụng to lớn Chẳng phải là tác dụng nhỏ nhoi Chớ nên sợ nó Đừng kinh quản hôm nay đã hết thời gian chúng ta học tập tới đây